Rồi, hello chị nhà mình nha. Chúc chị có một ngày mới tốt lành và thật là nhiều sức khỏe nha. Đấy, thì hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật cho chị nhà mình cùng xem những cái dòng xe mà em mới về, cũng như là tổng kết toàn bộ bãi. Đấy, thì nói chung là đầu tháng này thì mới chuyển bãi qua bên một cái địa chỉ mới anh chị nha. Đấy, cái này là cái bãi này thì nó đẹp với lại nó rộng rãi hơn khá là nhiều so với bãi kia. Cái địa chỉ là 507 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân anh chị nha. Đấy, thì nói chung là cái này là anh chị lên cái trạm thu phí, nếu mà đi ngược chiều mình lên trạm thu phí là mình cua ngược lại khoảng tầm 500, khoảng 500 mét nữa là đến cái chỗ em nha. Chỗ em là chỗ cô Bình Tân. Đấy, thì anh chị nào mà đang kiếm cho mình cái dòng xe 4 chỗ này, 7 chỗ vì đi gia đình hay là chạy dịch vụ thì mình tham khảo thử qua những cái dòng xe này bên em nha. Nói chung là sẽ có đầy đủ hết tất cả các dòng cũng như là màu mã cho anh chị mình lựa chọn. Giá thì chỉ dao động là có những chiếc là sẽ dưới 100 triệu. Đấy, và từ 4 cho đến hơn 400 triệu hơn một xíu thôi. Đấy, và sẽ có hỗ trợ trả góp cho anh chị nhà mình một số chiếc nha. Đấy, anh chị nào đang kiếm xe thì mình cứ nán lại video em một xíu đi. Đấy, kiểu gì cũng có một chiếc mà anh chị mình ưng ý, mình chọn về mình đi cũng được. Đấy, và giá bên em thì cũng khá là cốt. Đấy, và sẽ có bảo hành cho anh chị nhà mình đầy đủ, cho nên là anh chị nhà mình cứ yên tâm về chất lượng cũng như là uy tín. Rồi, thì đầu tiên giới thiệu đến với anh chị là một chiếc Spark đời 2011 máy 1.2 số sàn nha. Đấy, thì anh chị nào đang kiếm một con xe nó nhỏ gọn này, tiện lợi đi, nó tiết kiệm xăng, che nắng che mưa tạm thời, sau này mình lên đời một con xe mới thì mình lấy chiếc này em thấy cũng khá là hợp lý anh chị nha. Đấy, chiếc này cũng đời, nói chung là cũng tương đối, cũng đời 2011 Spark anh chị. Đấy, giá em đang để chiếc này là 95 triệu và bao đút hồ sơ cho anh chị nhà mình luôn nha. Chiếc này thì vừa được lên màn hình này, cam gia hành trình đầy đủ hết rồi. Đấy, chiếc này anh chị không cần phải lên thêm gì hết. Bốn lốp này cũng còn rất là mới này, anh chị xem này, đó, Michelin này, đó, còn rất là sâu anh chị nha. Đấy, chiếm xe 4 chỗ nhỏ gọn tiết kiệm mà che nắng che mưa cốt thì mình lấy chiếc này. Giá chiếc này em đang để chỉ có 95 triệu, đó, rất là hợp lý nha. Còn nếu mà anh chị muốn cao cấp hơn qua những cái dòng xe như là Kia thì em cũng đang có hai chiếc này. Em đang có hai chiếc, một chiếc là đời 2017 và một chiếc là đời 2019. Chiếc này là đời, để không coi, chiếc này là đời 2017 chị này. Chiếc này là đời 2017, em đang để là 205 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị nhà mình luôn nha. Đó, nói chung là chất xe đều là chất xe đi gia đình, không có chạy dịch vụ cũng như là taxi, cho nên chị nhà mình cứ yên tâm nha. Con này là màu trắng, con này là màu trắng anh chị. Còn con bên này đời 2019 này, con này là màu sữa. Đấy, giá em đang đẩy cho chiếc Kia Morning đời 2017 em đang để là 205 triệu nha. Chiếc này mình vẫn còn chạy ráp tốt, 2016 thì mới không đăng ký được, còn 2017 thì mình vẫn đăng ký được bình thường nha, mình chạy rất là ok. Với lại những cái dòng này thì nó đi nó rất là tiết kiệm anh chị, chỉ rơi vào đâu đó khoảng từ 4 cho đến 5 lít đổ lại, cực kỳ là tiết kiệm xăng, đi che nắng che mưa thì quá là hợp lý. Còn anh chị muốn đời cao hơn xíu thì con 2019 này thì cũng rất là ok anh chị nha. Đấy, những cái chiếc này thì odo của nó, con này thì chạy được hơn 100.000 thôi. Đấy, chất xe con này còn rất là tốt, nghĩa ra bọc mới lại cho mình này, mà anh chị xem này, nó còn căng cỡ này là anh chị biết chất xe nó như thế nào. Keo chỉ máy móc nguyên zin hết, không đâm đụng ngập nước tai nạn anh chị nhá. Đấy, thì nói chung là hiện trạng xe như thế nào thì em sẽ báo đúng như vậy, cho nên anh chị mình cứ yên tâm nha. Giá chiếc này em đang để là 220 triệu cho con Kia Morning đời 2019. Còn cái con Kia Morning đời 2017 kia thì em đang để là 205 nha, thì nó chạy khoảng tầm 15 triệu thôi anh chị. Nếu mà anh chị muốn chiếc xe nó đi nó ok, nó ngon hơn, mình thấy luôn cái đời cao 2019 này cũng khá ok. Được hơn con kia cận hai đời, lên khoảng tầm 15 triệu nữa thôi. Đấy, xe rất là đẹp nha. Và hiện tại thì bên em vẫn nhận thu mua xe tận nơi, tận cửa, tận nhà luôn. Đấy, nói chung là anh chị nào mà có xe hay là bạn bè có xe cần bán thì cứ liên hệ ngay với em nha. Một là sẽ có hoa hồng cho anh chị nhà mình này, hai là sẽ thu mua cho anh chị nhà mình một cái giá nó tốt và nó ok nhất so với thị trường. Đấy, nói chung là xe nào cũng khu, xe nào cũng mua hết anh chị nha, trừ những con siêu xe giá cao quá thì mới không với được thôi. Còn những cái con xe khoảng tầm 7-8, nói chung là khoảng tầm 900 độ xuống á, thì vẫn thu mua được đều đều anh chị nha. Đấy, thì tiếp tục qua với cái phần cập nhật xe thì em cũng đang về mới có được một con của nhà Ford. Con này là Ford EcoSport bản Titanium.
Cái này là bản cao cấp nhất anh chị nha. Chiếc này là đời 2016 máy 1.5 5 chỗ gầm cao. Đấy, anh chị nào đang kiếm xe mà về đi gia đình mà 5 chỗ rộng đại thoải mái thì mình tham khảo qua chiếc này cũng rất là hợp lý. Con này là xe, nói chung là đây là cái bản full cho nên là nó sẽ có nổi trội cũng như các tính năng nó ok, nó hiện đại hơn khá là nhiều. Thì so với cái bản nói chung là cái bản full này ấy, thì nó sẽ có cái cửa sổ trời này, có cái cửa sổ trời này, khởi động StarCode này, cũng như là các tính năng nó hiện đại hơn. Đó, điều hòa Eco đầy đủ hết anh chị nha. Và đối với cái con Ford Eco Sport này á, thì anh chị nhà mình cùng xem này, cái cấp lô của nó nhìn nó cực kỳ đẹp và nó rộng rãi anh chị nha. Chiếc này thì nó chỉ có thiếu cái màn hình với cam giác anh chị thôi, cái này em hỗ trợ cho anh chị lên được đầy đủ hết. Và cái nội thất bên trong xe này, cái này là nó vẫn còn giữ một cái da ghế zin, cái này là ghế zin keo xe anh chị nha, dập chỉ này. Đó, nhìn nói chung là rất là tỉ mỉ, trần còn rất là sạch này. Nói chung là xe như thế nào thì sẽ đánh giá hiện trạng xe như thế, cho nên anh chị mình cứ yên tâm nha. Và đối với những cái dòng Ford Eco Sport đời 2016 này á, thì nó vẫn còn giữ được cái form là cái lốp xe cua để ngoài. À, nhìn nói chung là nó thể thao hơn. À, anh chị nào mà kiếm xe như này về mình đi gia đình thì rất là hợp lý, với lại đi những cái địa hình gồ ghề hay là cao như là Gia Lai, Đắk Lắk thì lấy chiếc này cũng rất là hợp lý nha. À, còn mình đi trong đô thì nó vẫn đầm, nó chắc, nó không có được vấn đề gì hết. Con này gầm bể máy số là còn ok, chạy ngon, chạy tốt anh chị nha. Đấy, và giá chiếc này thì em đang để là 340 bao rút hồ sơ và bao ra kênh cho anh chị nhà mình luôn nha. Đấy, 5 chỗ gầm cao, số động bản full, 340 triệu bao rút hồ sơ, bao ra kênh nha. Rồi, và tiếp theo là đến với một dãy xe ở trong chỗ xưởng của em này. Đấy, thì nói chung là cái bãi mới nó cũng khá là rộng, để được khá là nhiều xe. Với lại nhưng mà chỉ có một cái là để ngoài này thì nó cái xe nó hơi dơ vì bụi nó cấp vào nhiều quá anh chị. Đó, thì đầu tiếp là một con Hyundai Avante đời 2015 máy 1.5 số sàn anh chị nha. Đấy, thì chiếc này được trước là khách đến để cáp đổi qua cái con Ford Eco Sport màu đen bên kia anh chị. Đấy, thì đổi qua cái con Avante này. Con này thì nói chung là cũng còn rất là đẹp. Nói chung là máy số này, máy số thì con này là đã có làm lại. Nói chung là máy số thì vẫn còn nguyên, còn zin hết, nhưng mà nó làm lại ví dụ như là thay cái ron lắp dàn cò đồ các thứ vậy thôi, chứ ngoài ra không có phải là thay phụ kiện cho nó làm hư, còn gọi là làm mất cái đi cái chất xe của nó. Con này thì nói chung là em còn thấy cũng còn khá là tốt. Bốn lốp con này thì còn khoảng tầm 60% này, mâm phay lại cho mình đây này. Đấy, một nồi khách, nồi khách này, nồi khách quay cho anh chị mình cùng xem nha. Đó, nồi khách ghế da là bọc mới lại cho mình rồi này, lên màn hình cam che, hành trình là có đầy đủ rồi nha. À, lên mới cái lên màn hình thôi, cam che hành trình thì chưa có, cái này thì em hỗ trợ cho anh chị lên được đầy đủ nha. Đấy, máy số chạy êm này, không vấn đề, không hiện tượng gì hết, không đâm đụng ngập nước gì. Đấy, anh chị nhà mình yên tâm. Giá chiếc này thì em đang để là 250 triệu bao rút hồ sơ anh chị nha. Đấy, thì đối với những chiếc mà em bao rút hồ sơ á, thì sẽ vẫn còn thương lượng, vẫn còn ok, chốt giá ok được hết anh chị nha. Còn những chiếc nào mà em vừa bao rút hồ sơ này, bao ra kênh cho mình là coi như là đã bớt cho anh chị nhà mình rồi. Đối với những cái chiếc đời cao như cái con Mazda 2 này á, nếu mà bao ra kênh luôn thì bao ra kênh này, bao rút hồ sơ thì giá dao động của nó thì cũng phải từ, nói chung là khoảng tầm 10 triệu, khoảng tầm 10 triệu là cả rút cả ra kênh luôn á, thì nó nói chung là cũng khá là nhiều. Cho nên là ví dụ anh chị mình lên mình xem xe được rồi đúng không, nó ok, nó chất lượng rồi, thì đến cái phần là thương lượng giá cả thì ví dụ như chiếc này em đang để là 365 triệu này, ví dụ mà em bao rút hồ sơ này, bao ra kênh cho mình luôn thì coi như là em bớt cho anh chị là 10 triệu rồi, chứ không phải là 3-4 triệu bình thường nữa, mà em bớt luôn cho anh chị là 10 triệu rồi, chỉ còn 355 triệu thôi, coi như là cái chi phí là rút hồ sơ đa kênh cho anh chị nhà mình đó. Còn nếu mà anh chị chỉ bao rút hồ sơ hay là ký ủy quyền đó, thì em bớt mạnh cho anh chị từ 365 còn 355 triệu cho anh chị nhà mình, nói chung là tự làm những cái phần giấy tờ thủ tục đồ cho anh chị nhà mình luôn. Đấy, thì qua đến cái con Mazda 2 này, con này là Mazda 2 đời 2018 máy 1.5 số cơ động anh chị nha. Chiếc này là một cái thương hiệu của Nhật cho nên là về cái độ
bền bỉ này, với là tiết kiệm nhiên liệu, vì con này là thuộc cái hàng tốt anh chị nha. Chiếc này thì cam chỉ gầm bể máy số của nó cũng còn nguyên zin hết, nó không có đâm đụng ngập nước. Đó, giá đang để là chỉ có 365 triệu, bao rút hồ sơ cho anh chị cho mình, và chiếc này em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị. Đó, cho nên chị cứ yên tâm nha. Đó, đèn đốm chị xem này, nó còn sáng trưng, đời 2018, con này không thấy là vẫn còn khá là mới này. Bộ lốp thì nói chung là hai lốp trước của nó là đã thay mới, và đát lốp của nó là 2023, còn hai lốp sau của nó vẫn còn là hai lốp zin theo xe anh chị nhá. Đấy anh chị xem cái nội thất bên trong xe này. Đó, đối với cái dòng Mazda này á, là những cái ghế da mà mình đi nhiều, đi nhiều ngồi nhiều rồi á, thì chắc chắn là nó sẽ bị nhanh như cái kiểu này anh chị nè. Nhưng mà cái chất ghế da con Mazda này á, nó vẫn rất là bền, với lại mình ngồi nó cảm giác nó thoải mái, với lại ở dưới cái chỗ ghế của Mazda này là có những cái độ thoáng hơi này. Đó, mình đi nó không có bị nóng, không có bị bức bối. Đấy, cho anh chị cùng xem cái nội thất bên trong xe nha. Đó, có tất cả những cái phím cơ bản như là điều khiển màn hình cũng như là gọi điện đầy đủ hết rồi. Đó, điều hòa auto, các tính năng đều còn hoạt động rất là bình thường chị nha. Chiếc này Odo là chạy hơn 65.000 cây thôi anh chị nha. Đó, chiếc xe còn rất là đẹp. Keo chỉ máy số nguyên zin, em đang để là 365 triệu, bao rút hồ sơ cho anh chị nha mình. Đấy, anh chị đến xe mình còn thương lượng thêm nha. Đấy. Rồi còn anh chị không thích chạy số sàn á, thì mình chuyển qua cho em con số cơ động này nha. Thì em cũng đang có một con số cơ động, con này là Vios đời 2015 máy 1.5 số cơ động chị nha. Chiếc này thì lúc trước em đang để là 325, mà hôm nay bớt cho chị 10 triệu này, bao đúng hồ sơ, bao xăng cây luôn, coi như là bớt đâu đấy là khoảng gần 20 triệu chiếc này. Thì nói chung là xà lỗ, những chiếc nào mà để lâu quá là phải xả liền anh chị nha. Ấy thì nói chung là con này thì em thấy là vẫn còn khá là đẹp, chứ không phải là đến nỗi tệ hay là cái gì hết gì nha. Đấy, nói chung là tùy mỗi người mỗi quan điểm, với lại là họ đến xem, khách đến xem xe thì chê cái này với cái kia thì cũng hơi khó. Ấy thì về cái đánh giá, nói chung là em sẽ đánh giá cụ thể cũng như là chi tiết về chiếc này cho chị em mình cùng xem. Đó, coi thử là nó chuẩn không hay nha. Đó, về cái vần sơn của nó thì nói chung là cái này là nó hơi bị lệch màu một xíu. Đấy, cái này thì anh chủ trước anh đi sơn cái phần cái đoạn bên này này. Đó, cho nên nó sẽ bị lệch ngay cái đoạn bên này, cho nên nhìn cái sơn nó không có được đẹp cho mấy. Thì cái này anh chị cứ lên xem đi, xong rồi em hỗ trợ mình làm lại nha. Đó, đèn đốm sơn si còn rất là đẹp, Vios 2015 chiếc này khá là ok anh chị nhé. Đó, xi nhan trên gương đồ đầy đủ nha, cho anh chị nhà mình cùng xem cái nội thất bên trong xe. Thì trước của nó là cái bộ ghế da của nó là một cái màu đỏ thẫm giống như cái trần 5D này anh chị. Nhưng mà như là anh chị đến xem xe anh chị chê cái bộ đó hay sao á, cho nên là em thay mới cho mình một cái bộ ghế da khác. Đó, cái này là mới nguyên si hoàn toàn anh chị nha. Nhìn xem này, ấy còn cực kỳ là căng nha. Ấy lên được màn hình cam da, hành trình đầy đủ hết rồi. Đó, trần cũng bật lại 5D. Thì nói chung là cái trần 5D này, này có người thích, có người không thích anh chị. Đó, cho nên là cũng hơi khó. Cái này thì nó có chạy một cái dây led ở dưới cái chỗ mặt sàn đó anh chị này. Anh chị xem cái cấp lôi xe này. Đó, nhìn còn rất là đẹp nha. Vios đời 2015. Chiếc này em đang để là 315 triệu bao đút hồ sơ, bao xăng nha. Anh chị nào quan tâm đến xe về đi gia đình mình tham khảo thử. Con này thì còn rất cực chi là cứng cáp nha. Đó, còn anh chị muốn một cái dòng nó cao cấp hơn đó, thì chuyển qua con Sonata này. Con này là một cái dòng xe sedan hạng D anh chị nhé. Con này là ngang phân khúc với Camry. Option trên xe của nó thì gọi là Myanmar rồi anh chị. Đó, từ tất cả các tính năng như là điều hòa auto này, khởi động Skycop nha. Đấy, cũng như là các hệ thống cảm biến chức năng, chống bó cứng anh, phanh ABS, cảm biến cân bằng điện tử đầy đủ hết anh chị nhé. Anh chị nào đang kiếm xe mà mình có một cái cảm giác nó thoải mái khi mà mình ngồi lên con xe á, thì con này là một lựa chọn cực kỳ là phù hợp nha anh chị xem này. Đó, em ngồi lên nó cực kỳ rộng rãi, mặc dù đây là cái hàng ghế thứ hàng ghế đầu tiên anh chị. Đó, thì bình thường nói chung là những cái dòng xe mà sedan hạng D á, thì nó rất là rộng rãi, mà option trên xe của nó thì phải nói là cực kỳ là nhiều. Đó, chiếc này là Sonata đời 2011 máy 2.0 số động, chiếc này em đang để là 350 triệu anh chị nhá. Đó, thì xem cái form dáng của nó này, đời 2011 nha, mà anh chị xem nó còn rất là đẹp.
mặt ga lăng đến cái bộ đèn còn rất là ok, mâm phay lại cho mình rồi này. Đó, lốp này còn dày cui nha, cái này phải cần ghế khoảng 95%. Sonaka đời 2011, sedan hạng D, option trên xe gọi là miên man luôn. Chỉ xem cái của các bên xong này. Đấy. Đó. Có đầy đủ hết tất cả các phím cũng như là kích hợp trên vô lăng này, điều hòa auto này, khởi động Scacope anh chị nha. Và ghế của nó là hai ghế trước nó là hai ghế chỉnh điện 8 hướng. Đó anh chị xem này. Cái này chiếc này là một chủ mua mới từ đầu luôn. Con này thì còn quá là đẹp anh chị. Em đang để 350 nha. Anh chị nào đang kiếm cái dòng xe sedan hạng D mà nói chung là xe sang á, gọi là đi rộng rãi thoải mái thì mình tham khảo kiểu cái chiếc này. Còn qua với những cái dòng xe 7 chỗ thì em đang có cái cạnh 3 con Innova, 2 con Innova 2018 và một con Innova 2014 anh chị nha. Con này là Innova đời 2014, cái này là màu vàng cát này. Chiếc này là keo chỉ máy số của nó cũng còn nguyên zin hết nha. Con này cũng còn cực kỳ là đẹp. Giá em đang để là 330 triệu. Đó, nhưng mà hôm nay ở trong cái video này anh chị đến xem xe thương lượng thêm thì em bớt mạnh cho anh chị 5 triệu bao rút hồ sơ bao sang kênh luôn. Đó. Innova đời 2014 bằng E máy 2.0 anh chị nhá. Chị xem là cái khoang máy của nó ấy. Còn rất là đẹp nha. Cái máy của nó là còn nguyên zin. Đó. Chưa kháo này anh chị xem cái keo zin của nó, keo xe của nó nha. Anh chị nào đang kiếm xe 7 chỗ về đi gia đình thì mình tham khảo cái chiếc này của em nha. Cái này là bọc lại cái bộ ghế da mới rồi này. Đó, còn rất là căng nha. Lên được cái màn hình rồi. Cái này thiếu camera lùi với hành trình. Cái này em hỗ trợ anh chị lên được đầy đủ luôn. Keo chỉ máy số nguyên zin, không đông đụng, không ngập nước. 330 triệu. Giảm 5. Còn 325 bao rút hồ sơ bao xăng kinh trong cái video này anh chị nha. Đó. Rồi tiếp theo là đến là hai con Innova đời 2018 nha. Đó, hai chiếc này thì em sẽ có hỗ trợ trả góp cho anh chị nhà mình đều được hết vậy nha. Đó, anh đối chiếc Innova 2018 này á, thì nó độ lên cái mặt ga lăng này, cái cổ bô với chạy một cái dãy led ở ngay cái mặt sàn. Con này thì anh chị nào mà đang thích một cái form nó dáng nó thể thao, nó mảnh mai với lại nó trẻ trung hơn đó thì mình lấy chiếc này. Còn anh chị muốn mà xe nó gọi là ở bình thường nó ok á thì lấy chiếc này. Cái form dáng của nó cũng nói chung là giữ nguyên vẹn, nó chỉ thêm ở ngay cái chỗ mặt ga lăng này nó chạy một cái đường màu này như này thôi anh chị nhé. Đó, và hai chiếc đời 2018 này em đang để là 470, giá này còn thương lượng được nhiều anh chị nhé. Đó, và sẽ có hỗ trợ trả góp cho anh chị hai chiếc như thế này. Đó, và đối với những cái dòng Innova đời 2018 đó, thì nó là bản 8 ghế chứ không phải là 7 ghế anh chị nhé. Đó, và bản E này thì tuy là nó là một cái bản thiếu nhưng mà em thấy là những cái tính năng an toàn trên xe này cũng như là option trên xe của nó thì chỉ nhỉnh hơn so với những cái con phiên bản cao cấp khá một xíu thôi. Thì con này bằng E thì nó là 3 khối khí, còn những cái bản cao cấp hơn thì nó là 7 khối khí. Đó, thì về cái tính năng an toàn là như thế. Còn cái mặt cái mặt mâm của nó, cái mâm con E này á, là mâm 16, còn cái mâm những cái bản cao cấp là mâm 17 anh chị. Đấy, thì nói chung là nó chỉ chênh lệch nhau hơn một xíu thôi. Và đối với cái bản đời 2018 này thì cái trần nó sẽ cao hơn, với lại là cái bề ngang hai ghế giờ cài với phụ á, thì nó sẽ rộng hơn anh chị nha. Đó, chiếc này thì hai chiếc này, một chiếc là Innova đời 2018 bằng E số sàn màu bạc này, với chiếc đời 2018 bằng E số sàn cái màu xám lông chuột ở để em đang để là 470, còn thương lượng được nhiều anh chị nha. Đó, keo chỉ máy số nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước. Đó, bao rút hồ sơ cho anh chị nhà mình luôn. Và hai chiếc này em sẽ có hỗ trợ trả góp nha. Anh chị đi xem xe đi rồi mình còn thương lượng thêm. Đấy. Rồi thì qua bên này, nếu mà anh chị muốn xe mình đi nó cảm giác nó mảnh mai, nó thể thao thì mình lấy cho em con Honda Civic. Honda City. Đó, con này là Honda City đời 2016. Nhưng mà lên được cái mâm của nó là mâm 2017 rồi anh chị nhá. Đó, nhìn anh chị xem này. Rất là đẹp nhá. Lốp lát này còn cực kỳ là sâu. Đó, sơn si đèn đốm này nói chung là cái phần sơn thì em thấy là nó khá là ok, nhưng mà cái về cái phần đèn của nó thì thời gian sử dụng lâu ngày rồi nó cũng bắt đầu có những cái hiện tượng gọi là hơi xuống màu một xíu, nhưng mà mình
nhưng nói chung là vẫn còn xài tốt anh chị, nó không vấn đề gì hết. Giá chiếc này em đang để là 330 triệu anh chị nha. Đó, kích hợp xi nhan trên gương đồ đầy đủ hết này. Quay cho anh chị mình cùng xem cái nội thất bên trong xe. Còn đấy, anh chị xem, nó rất là đẹp nha. Cái dòng Honda City này á, tuy là nó là một cái dòng xe sedan hạng B thôi anh chị nha, nhưng mà em thấy những cái option cũng như là các cái tính năng trên xe của nó như những cái con xe hạng C đó, nó không cô kém gì. Anh chị xem cái màn hình này, nó bự cỡ này mà đó, chứ này nó chỉ thiếu cái da lùi hành trình thôi đó. Điều hòa cũng như tất cả các tính năng này còn hoạt động rất là bình thường nha. Ô đô chiếc này thì mới chỉ chạy hơn 100.000 km thôi anh chị đó. Em đang để là 330 triệu anh chị nhé. Treo chỉ này còn nguyên si hết nha, đó không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, anh chị nào đang kiếm xe về đi gia đình đó, rộng rãi thì mình tham khảo thử nha. Đấy, có cửa gió điều hòa phía sau đầy đủ cho mình này. Đấy, đó, lắp thêm một cái cản gió phía sau. Đấy. Đấy, Honda City đời 2016 em đang để là 330 triệu, bao rút hồ sơ cho anh chị nha. Đó, còn nào qua đến với những cái con bảy chỗ giá rẻ ở trong thị trường của mình thì chỉ có con Chevrolet Captiva thôi. Đó, em còn hai chiếc Captiva đời, một chiếc là đời 2010 với một chiếc đời 2008 xuất động anh chị. Đó, nói chung là sơn si này, về sơn si gầm bệ, con hai chiếc này còn rất là đẹp. Con 2008 này kia thì em đang dọn ở đầu bên kia anh chị. Còn con 2010 này coi. Đó, anh chị nào đang kiếm xe 7 chỗ gầm cao số động mà tài chính loanh quanh khoảng 200 thì mình tham khảo thử nha. Chiếc này em đang để là 230 triệu bao rút hồ sơ và bao xăng kênh luôn. Đấy, thì nói chung là về cái vấn đề xăng kênh thì coi như là bớt cho anh chị đâu đấy là khoảng gần 10 triệu rồi chứ không có phải ít. Đó, cho nên là mình cũng không cần phải lo lắng về cái mặt giá cả là như nào đấy, vì cái vấn đề hồ sơ lại bên em lo hết cho mình rồi. Lên được cái màn hình anh chị nha, cam gia hành trình có đủ rồi. Ô tô chiếc này là chạy được 170 mấy nghìn cây ấy anh chị. Nói chung là đối với những cái dòng xe như thế này thì sẽ có rất là nhiều anh chị sợ về cái vấn đề gọi là nó xảy ra hiện tượng lỗi điện đó, cũng như là hao xăng. Thì tất nhiên rồi anh chị, máy 2.4 mà thì nó phải hao xăng, vì anh chị muốn đi có cảm giác lái là nó khỏe, nó bốc thì cái máy nó phải mạnh thì nó mới đáp ứng được, thì nó sẽ hao xăng. Mà mình đi gia đình thì mình cũng không cần quan trọng quá là nhiều về cái vấn đề đó gì đó. Ví dụ mình đi dịch vụ thì mình mới để ý thôi đó. Còn anh chị về đi gia đình thì con này là một em thấy lựa chọn khá là hợp lý, bởi với lại là trong cái tầm tài chính em thấy nó cũng khá là rẻ gì đó. Em đang để chỉ có 230, chiếc này đời 2010 thì em đang có một con đời 2008 ăn để là 190 triệu thôi nha. Anh chị mình có thể tham khảo giữa hai chiếc, con chiếc 2008 kia là màu bạc, còn con 2010 này là màu cáp này. Anh chị xem đó, cái lốp của nó này còn dài cui nha. Đấy, thì dạo qua một vòng cho anh chị và mình cùng xem các dàn xe ở bên em rồi. Ở còn có một số xe thì đã vẫn đang ngồi dọn như cái con Ford EcoSport này này. Đó, cái con này thì đang đi làm lại cho khách bữa lên. Đó, ở bên này này, bên này còn mấy chiếc nữa. Chiếc Vios này khách đang xem anh chị. Đó, cũng có thêm một con Sonata đời 2011 nữa anh chị nha. Đấy, cũng màu trắng này. Đó, anh chị mình coi giữa hai chiếc thử như nào. Đó, 350 có con sedan hạng D, ngồi rộng rãi này, thoải mái. Option trên xe gọi là Myanmar đâu đó. Con 2008 như nãy em nói anh chị nha, màu bạc này, 190 triệu bao rút hồ sơ, bao xăng kênh. Đó, màu này cũng như là gầm bệ còn rất là chắc chắn nha. Đó, anh chị xem này. Đó, hàng ghế này. Đó, cũng rất là rộng rãi anh chị nha. Lên được màn hình cảm giác anh chị đã hết rồi. Đấy, và anh chị nào đang quan tâm, đang kiếm cái dòng như thế nào thì cứ liên hệ ngay với em nha. Đó, giá thì cũng khá là hợp lý. Đấy. Đấy, và bên em là sẽ nhận khu mua xe cũng như là cấp đổi bù trừ. Anh chị nào muốn cấp đổi bù trừ hay là bán thì mình cũng liên hệ với em. Đó, nói chung là em khu mua cạnh nhà, cạnh nơi luôn. Rồi, cảm ơn anh chị nhà mình ha.